So, ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì lại chuyên mục M4 VIP. Hôm nay sẽ làm quả M4 Ranger anh em ơi. Ranger skin băng luôn, nice. Watch select ngay anh em, watch select ngay. Đây là một trong những khẩu súng mà theo mình thấy thì khá là ngon, cực kỳ ngon. Bắn táp đều ổn, độ ổn định cao anh em, độ ổn định cao. Và đặc biệt là khẩu này rất là dễ để có thể sở hữu tầm khoảng tầm khoảng 2-3M là cũng có khẩu này rồi. Không cần đéo nhiều súng anh em, cần mỗi khẩu này là ok rồi, là ngon rồi. Làm cái quán nữa thì anh em cứ bắn nhiều cái là lên tay ngay. Còn M4 Noble Gold headshot hết chủng thì nó hơi mặn tí, tầm 3-5M cơ. Và mình nói chuốc nha, mình không bắn ác nha, không quét mã nha. Anh em cứ mẹ nhắn tin hỏi mua ác với quét mã có chết tôi không cơ chứ. Rồi AV4 biết nhà nó có này. Ừ, mày bắn xong rồi tao mày ấy á, mày ấy á, ui trả giá ngay rồi chia xe quá nhá. Ừ, nó móc mình ấy. Ừ, móc với chúng tôi à, mày cũng có chí lớn đấy, nhưng mà hồi đi ăn mình biết thừa, mình đi qua nó bắn là kiểu gì nó cũng dí mình rồi, kiểu gì nó cũng đoán là mình chạy lên xe B nhưng mà nhầm rồi. Con này ra đứng đây kê cầu táp cầu luôn này, kiểu gì cầu cũng có đấy anh em ạ. Bọn này nó chơi khô máu lắm, bọn này nó tay to mà nó cục xúc lắm. Ôi ok á, táp còn đéo dính bên nào cơ mà để nó làm đòm phát chết mẹ rồi anh em ạ. Vãi thật, mà mình di chuyển nha, mình có đứng một chỗ đéo đâu. Ôi đùa, mấy thằng này khe đấy anh em, khe đấy. Mà thằng này sao lại lọt ra cái thằng 3S nâu của đéo đâu nhỉ. Ồ mày nó ảo thật đấy. Tầm danh này mình chơi với toàn bọn 3K6, 3K5 ấy chứ. Thế nào lọt ra là cái thằng danh nâu đấy nhỉ. Khét đấy, ngậm khét đấy. Thằng này có một 4 đẹp này. Ô, loanh quanh nó đục mít chết rồi. Ôi dồi, bắn vài viên đã thay đạn. Có quẹt, ôi dồi ôi. Đứng đục với nó là dở đấy, nó trên cao nó đái xuống lợi lắm. Ôi dồi ôi, thằng này khả năng đi rồi. Cho bạn luôn, nó nhảy xuống, dưới. Ôi ôi. Rồi rất tốt. À, thằng kia là 4 kìa. Còn mẹ. Rồi xong luôn. Mẹ thằng Barret kia kinh thế nhở. Mẹ thằng Barret kia nó làm 4 anh em ạ. Vãi thật. Vãi thật cực cực. Này không được rồi. Ôi dồi. Mẹ bên kia có cứa bắn kinh quá anh em ạ. Thì thoảng có mấy thằng cứa bắn kinh quá. Bắn thế thì đỡ đéo được. Rồi phát này bọn nó ý định để B này. Được đấy. Ừ. Phát này đéo thằng là thủ mít với mình à. A nó móc mình sao? Mình sẽ rình mò mình móc mít anh em ạ. Mấy thằng đồng đội mình nó đẩy B là mình sẽ móc mít. Ừ đấy. Giờ vào mít này là đẹp luôn này. Đấy mít có này. Cho lên này. Đây này bắn nhau đây. Đúng rồi. Ném bom với chúng tôi à mấy chê. Rồi. À, câu. Mày chết với tao rồi. Lộ phốt rồi con ơi. Đâu rồi. Sau thùng này. Ôi lộ phốt với chúng tôi à. Mấy chê. Ngon ngay anh em. Lộ phốt là dở rồi, lộ phốt là đi rồi. Chắc chắn nó là như vậy rồi. Đâu làm sao đâu. Ngon ngay nhưng mà vẫn chưa giật được ấy, hơi khó nha. Cái team này bọn nó bắn cũng kinh, bọn nó la liếm cũng khỏe anh em ạ. Kiếm cái ấy của nó cũng hơi mệt đấy. 3 hiệp 4 kill. Ôi giời ơi pin yếu. Thế này. Mít có này, mít nhà nó có này. Ôi giời hiểm ma. Ôi hiểm ma chết luôn. Chuộc mặt của chúng tôi chơi luôn. Nha. Ui có thằng móc nhà. Vào đây. Bắn trước lấy lợi thế. Rồi, ai mít còn. Chửi mẹ mày. À dí mình này. Nó dí mình. Từ từ, bình tĩnh, không phải gì vội cả. Đâu sẽ có đó thì chó sẽ có mâm tôm. Đâu cái sổ canh. Ôi rồi, kia gì bạn? Bạn kinh ấy. Đâu hết rồi. Ôi cái bạn này. Ôi trời ơi làm 4 được chưa anh em? Clear nào. Clear thì đúng mẹ. Siêu phẩm của siêu phẩm luôn anh em ơi. Check cái đá. Đang là khả năng bên hồi sinh mình ạ. Rồi. Ôi cái bạn. Ôi mẹ nó dí nòng súng vào đầu mình luôn ạ. Vãi thật. Nhưng mà may vẫn nhả được tiền nó, nhưng mà thằng này mó xanh rồi, không ăn được. Này chỉ có móc lốp nó thì có ăn được chứ vẹ nó ngón xanh lét lẹt lẹt cái kia mình bị yếu mẹ rồi. 4 hiệp đổi phe anh em ơi, 4 hiệp 8 kill ngon nha.
Bọn mày đẩy ao tao cái. Biết có này. Ô ô cái gì đây? Ô. Chúng mày định làm loạn hả? Mọi ai thằng rủ nhau đẩy mít luôn mới kinh chứ. Ôi trời ơi, nhưng bạn hơi đen. Bạn hơi đen. Từ nha. Rồi ai là có thằng mít này. Có thằng mít ở ngách chó anh em ạ. Ừ. Nhau đây. Bắn nhau đi bạn, bắn nhau đi. 3 vết 1, từ từ gay rồi. Cho em xin lần cuối coi. Từ từ nha. Đây chắc bên hồi sinh rồi. Hay quá, không biết thằng nào bắn nhỉ? Hình như thằng khách sạn nó bắn được sao anh em ạ? Vì cái thằng ở cuối A kia là mình không thấy nó nổ súng. Còn ngày anh em ối sợi. Với 1 kill. 5 hiệp rồi 1 kill được chưa anh em? Nào, chúng mày đẩy A đi. Máu này bọn nó hay đẩy A lão lắm nha anh em ơi. Đặc biệt nó đang thua để nó đẩy đấy. Ờ hiểm A có luôn kìa. Biết ngay mà. Đẩy lên. Nó lên thật anh em ơi. Nó lên thật. Chơi mẹ mà đi. Nào, hai thằng luôn. Ôi dính thế. 29 với 5. Thằng trên A này đái bỏ mẹ đi. Đúng rồi. Thằng trên A này nó rén quá, nó không dám nó đái cùng với mình chứ hai thằng cùng đái là bọn này làm gì có tuổi lên được bên xe A. Vỡ mồm ngay anh em. Bọn này nó kiểu chán đời, bất cần đời rồi nó đẩy mà. Đẩy là thua rồi, đẩy là dở rồi. Thua mình phải từ từ đấy chứ. Thua lại còn đẩy nữa thì thứ gì chịu nổi. Thử nha, sao thằng nào đẩy mít không? Này quá nhỡ rồi. Ủa mày thế rồi là quả flash anh em ơi. Tớ có bom nổ thì vỡ hết mồm. Rồi nha. Mít không có. B rồi, đang bắn nhau này. Chơi mẹ vào đây, nào. Chơi mẹ vào đây, nào chơi. Chơi mẹ vào đây. Thằng yếu anh em ạ, ôi ngon ngay. Con thằng cuối thôi. Hay quá, ôi sao. Đấy đồng đội biết bắn cái chơi game nó dễ hẳn anh em ạ. Ngon ngay. Mấy bọn kia nó kiểu nó chán đời rồi, nó đẩy các bạn. Hút ngay nghe. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip. Đừng quên lại cho mình một like, một subscribe. Nhớ bấm chuông nhận thông báo clip mới nhất của mình nha.